Đây. Rất là nhiều sản phẩm ở trên đây cho anh chị em lựa chọn nè. Ví dụ như bán cái sản phẩm xịt chống sâu răng này thì kiếm được 31 ngàn một đơn. Bán sản phẩm là nước uống cần tây diếp cá này kiếm được khoảng 49 ngàn một đơn. 50 ngàn một đơn á. Mọi người thấy không? Bạn 48.900 đồng một đơn này. Nếu như mà chúng ta bán cái này, sạc dự phòng này kiếm 22.000. Bán cái serum hỗ trợ cải thiện quầng thâm mắt này thì mình sẽ kiếm được 66.000 một đơn, ai đó mua. Và bộ sạc này thì kiếm được 10.000. Bán cái sữa tắm gội nam 4 trong 1 hương nước hoa châu Âu này thì mình kiếm được 33.800 đồng. Đấy, sản phẩm này là kiếm được 20.000. Mọi người ok chưa? Đó, nếu như chúng ta muốn bán sản phẩm nào thì bán. Rất đơn giản để chúng ta bán, mọi người nhìn người ta bán này. Đấy, mọi người nhìn nè. Tại, tại. Ví dụ như bạn này bạn làm video như thế này. Kiểu gì hả? Hôm nay bột từng tây giảm giá nữa nè mọi người ơi. Tranh thủ lúc lẻ, nhanh lên, tranh thủ hơn giảm nữa hả? Cần tây hôm nay giảm tiếp. Đó. Thì hôm nay là không có chuyên mục khoe doanh thu nữa. Mới có 23 ngày à mà 2 tỷ rưỡi rồi, 2 tỷ 6 rồi, trời ơi. Quá trời mọi người ủng hộ rồi, bữa nó không khoe mà khoe chi vậy trời. Cùng ghê thì chứ. Đây, thì một ngày mọi người uống từ 1 tới 2 gói nha, từ 1 tới 2 gói. Hình như là 23 ngày chứ sao 22 ta, 23 à. 22 hay 23 gì á. Quên. Rồi, một ngày mọi người uống từ 1 tới 2 gói. Đó. Giúp cho mình là thanh lọc cơ thể, mát gan, giải độc gan. Giúp cho mình giảm tình trạng mụn trên mặt, giúp cho mình giảm tình trạng mụn trên lưng nè. Nội tiết tố nè, do mình nóng trong người, thức khuya rồi ăn đồ nóng, ăn cay đồ đó mọi người. Đó, thì mình uống cái này tuyệt vời. Đấy, mọi người thấy là xem làm video có đơn giản không? Mọi người có cần cầu kỳ gì không? Mọi người thấy là cái video này là quay bằng điện thoại và cầm cái bột cần tây thế thôi. Và một cái đơn cần tây á, có gắn giỏ hàng nè. Anh chị em xem là có gắn giỏ hàng nhé. Thì một cái đơn cần tây như thế này là kiếm được bao nhiêu tiền biết không? Này kiếm được 48.900 đồng một đơn này. Nếu như mình vào quảng bá sản phẩm này mình làm video mà có ai đó cũng thích uống cái bột cần tây này, họ mua thì mình sẽ nhận được 48.900 đồng một đơn. Thì theo anh chị em là bạn này bạn ấy làm video như thế này thì bao nhiêu đơn? Ồ, mọi người thấy là 11.000 tim thì bao nhiêu đơn? Đây là một cái ví dụ làm video như thế thôi. Và đây là một cách mà mình làm affiliate thì bạn này làm tiếp thị liên kết thì bạn ấy cũng không cần phải nhập cái cần tây này về. Mình chỉ cần là làm video mình gắn giỏ hàng như thế này thôi. Mình gắn cái giỏ hàng thôi. Và để gắn giỏ hàng rất là đơn giản anh chị em nhé. Ai kiểu gì hả? Đấy, mình muốn quảng bá sản phẩm rồi mình bấm cái nút này. Đó, mình sẽ thêm vào trang trưng bày của mình. Và mình bán. Bây Hôm nay giờ bột từng tây giảm giá. giả sử Hường sản xuất xong cái video rồi á thì Hường Ơi, làm thế nào thì nhìn được cái giỏ hàng là sản phẩm nào sẽ được hoa hồng bao nhiêu đấy? Cái tàm á. cái này thì rất là đơn giản chị ạ. Đây. Đây, để biết là sản phẩm nó có bao nhiêu hoa hồng thì bây giờ cách một nhé. Mình thấy người ta Vì bán. Hương đã từng xử lý một Ví dụ như sản phẩm này mà mọi người muốn bán á, thì mọi người bấm vào cái nút này nè, cái nút đặt mua này, bấm một cái giỏ hàng á, xong rồi nó để này nhận 38.600 đồng cho mỗi sản phẩm bán ra, thì đây chính là cái mức hoa hồng của mình nếu mình muốn quảng bá sản phẩm này. Bất kỳ sản phẩm nào mà họ cho làm affiliate á, mình đều có thể coi được cái số tiền mình nhận được khi mình bán được một đơn nó ngay ở đây thôi. Còn nếu như anh chị em mà vô sàn á, anh chị em mà vô sàn thì mình có thể vào trang của mình ấy, mình bấm vào cái TikTok shop này nè, sau mình bấm vào sàn sản phẩm, rồi ở đây mình có thể coi được hoa hồng bao nhiêu hết rõ ràng. Ví dụ như bán được cái cây gimbal này là kiếm 59.500 đồng, kiếm 62.250 đồng. Nếu bán cái này, đây là cái chữ kiếm, là số tiền mình nhận được mỗi đơn á.
Ok là mọi người có thể hình dung được affiliate là gì chưa anh em? Vâng ơi, cho hỏi một chút. Thế là trước tiên là mình phải lập cái shop với cửa hàng đã à? Bởi vì bọn mình vào không thấy có cái đó, chỉ thấy cái mục mua hàng thôi. Ok. Thì á như này nè chị, khi mà cái tài khoản của mình ấy là trên 1.000 follower thì mình mới được làm tiếp thị liên kết. Nếu như anh chị em tài khoản ít hơn 1.000 follower thì mình vẫn có cách làm được tiếp thị liên kết, không cần phải được 1.000 follower. Đó là mình phải tạo một cái TikTok shop, mình gắn nó vô. Còn không thì mọi người không muốn tạo TikTok shop phức tạp thì mình chỉ cần nỗ lực nó trên 1.000 follower là mọi người đã làm được affiliate rồi. Còn không thì anh chị em là phải phải tạo cái TikTok shop seller center gắn nó vô. Hình dung không cả nhà? Thế bây giờ làm như thế nào mà video ra đơn? Để mà làm video ra đơn ấy thì chúng ta sẽ có hai kiểu nha. Kiểu đầu tiên là làm video không lộ mặt. Trong đây những anh chị em nào mà kiểu mình không thích lộ mặt mình ra, mình chỉ muốn bán hàng kim hoa hồng bằng kỹ thuật bấm cái điện thoại rồi bấm máy tính thôi, và mình muốn làm video không cần lộ mặt, thì ngày hôm nay Hường sẽ nói thêm về cái kỹ năng làm video không cần lộ mặt. Còn anh chị em nào mà có thể sẵn sàng quay video như bạn lúc nãy, có thể sẵn sàng mà làm những cái video chia sẻ, ví dụ như mình bán cái ốc lưng điện thoại, mình có thể giơ cái mặt mình ra và chia sẻ về cái ốc lưng điện thoại, thì mình sẽ tham gia vào cái lớp, tức là chúng ta sẽ tham gia vào cái việc làm video không làm video lộ mặt. Còn anh chị em nào mà muốn không lộ mặt thì chúng ta có thể làm chiến lược ngày hôm nay nhé. Bây giờ anh chị em làm video như thế này, nhìn này, nhìn cái kênh này nhé. Tiếng chúng ta không gặp mai, nói em nghe đi, có lẽ đánh nhau là sai. Cứ lâu đợi những chiếc xe đã tìm được chân ai. Nghe như cuộc đời này giống như một bước ngoài. Em đã dịu dàng để con hãy nở nụ cười. Đó là lần đầu mà anh đắm say một người. Ánh mắt từng ngày mình so sánh trên bầu trời. Em đã hoàn toàn là gục ngã các số đời. Yeah, Rồi anh chị em nhìn này, cái video này, cái đây là cái video hay là cái ảnh mọi người? này là các ảnh. Cái này là cái ảnh người ta gắn vô, nhưng mà nó là video đấy, video dạng ảnh. Tức là ở phía sau mọi người nhìn này, ở phía sau cái nền, cái đây là cái ảnh ở trên, còn cái nền phía sau nó di chuyển. Và sao em phải để anh chờ bao lâu, anh không muốn anh Phía sau của cái à. hình này là nó có một cái mây hay cái gì đó nó di chuyển. Chứ đây không phải là ảnh, đây là video. Làm video và dàn ảnh đơn giản là một cái video nó di chuyển màn hình phía sau, còn ở phía trước là cái sản phẩm. Thì mọi người thấy này, cái video này ra doanh số rất là cao. Ở trong đây là nó chỉ nói về sản phẩm này thì mùi như thế nào, sẽ cái loại này thì mùi như thế nào, loại kia mùi như thế nào, thế thôi. Nhưng mà kênh này tí nữa mình sẽ cho anh chị em xem là kênh này ra doanh số như thế nào nhé. Bây giờ mọi người xem cái kênh này nè, nó làm video như thế nào, nó chỉ có như thế này thôi. Người xem nhá, coi thử là nó làm video lần được. Nó chỉ lấy những cái sản phẩm hot ở trên TikTok, tức là những sản phẩm mà đang bán rất là chạy ở trên TikTok, bán rất là chạy ở trên TikTok, xong đó nó đưa vào một cái màn hình như thế này so sánh với nhau. Ví dụ đây là nhiều loại của cái DHC đang bán rất là chạy trên TikTok này nè. Nó làm một cái bức ảnh, xong rồi người ta để so sánh bốn cái sản phẩm với nhau và ghi cụ thể. Thì những người xem á, họ ở lại, họ dành thời gian để họ đọc cái nội dung này, thành ra mất một lúc thời gian. Nên là TikTok họ nhận diện được rằng cái video này giữ chân được người xem, nên nó họ sẽ phân phối đến nhiều người hơn, nên là video này nó lên viral hàng triệu lượt xem. Ở lại họ đọc này. Và kẽm thì nó chứa vitamin C, thì uống 2 viên, trắng da toàn thân, giảm thâm nám tàn nhang, hỗ trợ chống nắng. Chỉ làm như thế này thôi. Anh chị em có biết thiết kế ảnh như thế này không? Dạ không. Không biết thế thiết kế, tí nữa mình sẽ hướng dẫn nhé. Bây giờ như thế này, cái kênh này họ làm như thế nào? Quên nhiều của y nhá. Vì sao cái video này lên viral? Bởi vì thứ nhất là họ sử dụng nhạc trend, nghe nhạc trend này. Em tới rồi.
hình. Cái này nhiều người nghe nha, nhiều người rất là thích nên là ở lại coi lâu. Mặc dù nó là ảnh nhưng mà ảnh dạng video, tức là ở phía sau cái nền bức ảnh này nó là một cái video di chuyển nhé. Chứ còn anh chị em làm video mà ở phía sau không di chuyển, TikTok không có chịu đâu, nó phải ở dạng video. Ở phía nền phía sau mọi người sẽ thấy nó di chuyển, và cái nội dung chữ này rất là nhiều người ở lại xem lâu. Gương mặt này thì nên tránh, gương mặt này thì cưới ngấp, gương mặt này thì nên chạy, gương mặt này thì cưới ngay. Tóm lại là những cái nội dung không biết đúng hay sai nhưng mà giữ chân được người xem khá là lâu. Chú ý nha, em tới rồi. Thì cái kênh này là Hưng nghĩ là nếu như anh chị em nào mà không có thích làm video kiểu như bạn lúc nãy thì mọi người có thể làm video dạng này và không có cần phải lộ mặt, đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ cùng coi thử là kênh này ra trên số bao nhiêu nhé. Cái kênh này là cái kênh là bim bẩm đúng không? Kênh là kênh bim bẩm có hình Bim trái tim. Cái gì bim bẩm? Mình sẽ tra coi thử là nó ra doanh số nhiều không nhé. Để mà tra được á thì anh chị em sẽ lên Calo Data hoặc là Shop Plus cũng được. Thì mình vô thử Calo Data nha. Mình sẽ tra cái creator đây. Mình sẽ tra bim bẩm. Đấy, tra rồi nè anh chị em. Bim bẩm cái kênh này nè. Thì nó hiện cái kênh bim bẩm này lên. Và mình coi nè. Doanh thu của nó. Nhìn cái doanh Calo thu. Doanh thu trong 7 ngày nhá, last 7 day này, 7 ngày này, từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 thì là 516 triệu nè mọi người. Thấy 516 triệu không? Anh chị em bấm vô, có thể bấm vô xem thêm thì mọi người thấy là doanh thu. Cái này là đo rất chính xác nha. Calo Data đo rất là chính xác chứ không phải là số ảo đâu. Tại vì Hường cũng có shop và Hường vừa lên Hường đo thử thì thấy nó đúng, chính xác. Thì mọi người thấy nè, doanh thu trong 7 ngày qua. Đây này, doanh thu này nè. Ví dụ như 30 ngày qua nè thì tạo ra 2,92 tỷ, tức là một tháng qua tạo 2,9 tỷ. Tính ra trung bình là 97 triệu mỗi ngày. Thì anh chị em đừng có khinh thường những kênh này. Thì bây giờ mọi người tưởng tượng hoa hồng bao nhiêu phần trăm một đơn. Hoa hồng thấp nhất ở trên TikTok ấy hiện tại là khoảng đâu đó là 10% đúng không? Và đối với một số kênh lớn á, mình sẵn sàng mình deal với nhà cung cấp. Mình deal với nhà cung cấp để mình có mức chiết khấu cao hơn. Đúng không anh em? Thế nên là khi mà mình deal ấy thì mình sẽ có mức chiết khấu cao hơn, còn bình thường là khoảng 10% hoặc là 15%, 20%. Không phải. Rồi ok tiếp này. Thế thì mọi người tính tính xem là nếu như cái kênh này lớn rồi, thường thấy là trung bình của nó phải ít nhất là 15% hoa hồng nè. Mọi người tính xem là 15% của 2,9 tỷ là bao nhiêu tiền. Anh chị em tính xong bình luận xuống rồi coi. Anh hai chị tỷ em chín bình luận xuống bao nhiêu? Ví dụ như mình được hoa hồng sơ sơ 15% thôi là bao nhiêu tiền? rồi 123 tỷ đi Nhân thử anh em. ba 3 tỷ 15%, 435 450. Anh chị em bình luận xuống. 435, 435 triệu đúng không? Thế thì anh em thấy nó có tiền không cả nhà? Nó cũng được chứ đúng không? Tính ra thì nó cũng ổn mà. Nó cũng ổn. Thì đối với một cái kênh đơn giản như lúc nãy, cái kênh mà mọi người có thể vô xem cái kênh của nó là cứ hình hình thế thôi, mình xem lại coi thử bạn ấy làm gì mà doanh số cao thế. Nè, ví dụ như vô kênh này
xem bạn nói gì nhân tính nè. Quên người yêu của Uy nha, em tới rồi. 16 thực phẩm tăng cường suy yếu sinh lý nam. Đó, ví dụ như tăng cường thì hàu, sung, giá đỗ, thịt bò, trứng lộn, sâm, cá hồi, sô-cô-la. Còn suy yếu sinh lý nam thì cà phê, phô mai, đậu nành, bạc hà, rượu, bia, măng, rau răm. Cái nội dung này dễ thu hút người xem không anh em? Mọi người Dễ cơ, đang xem dễ đúng không? Mình còn muốn dễ. xem nữa, nói chi là khán giả. Và rất là ngắn gọn, thay vì người ta phải đọc một cái bài rất là dài ở trên Google Này hoặc là nó trên gây mình sự tò mò chú ý á. đúng rồi, cái sự tò mò chú ý và những cái nội dung nó quen thuộc hay lạ lắm cả nhà, Quen thuộc. rất quen thuộc luôn, và hình như là ai gần như là ai cũng quan tâm hết, trên 18 tuổi gần như ai cũng quan tâm. Xem tiếp nè, Em nói dịu dàng là con hai nó nụ cười. thì thực ra những cái sản phẩm bạn này bán á, là những cái sản phẩm đã bán tốt ở trên nền tảng rồi, người thấy thị lượt bán của nó rất là nhiều rồi, nên đó, những khán giả là họ đã biết sẵn những sản phẩm này, họ chỉ đọc để họ giống như kiểu là họ biết thêm và họ xem thử là họ mua cái loại nào thôi, nên là những cái nội dung này họ cũng sẽ đọc rất là nhiều. Sáu kiểu dáng lông mày phổ biến nhất hiện nay. À, xong cái lông mày lá liễu, lông mày ngang, lông mày xếp, lông mày ngang cong, lông mày chữ V, lông mày ngang cụp. Những cái nội dung này được nhiều người quan tâm không anh em? Dạ có, nữ Được rất đúng là không? Gần như là chị em nào cũng muốn tò mò coi thử. Hay không? Thế thì cái nội dung này rất là nhiều chị em bấy quan tâm, nhiêu mà chị em chính là cái đối tượng mà mua hàng nhiều nhất. cảnh báo cho những ai. Đó, cảnh báo cho những ai đang có da như thế này, nó để làm hình thế như thế rồi, và Đang có làn da như thế này. để bán sản phẩm này. Tóm lại là mọi người làm được không? Theo anh chị em là trong cái buổi tối ngày hôm nay, ai làm được với số 1, còn ai và không, mình nhắm Nhưng mà mình làm được với số 1, ai nhắm quan không là trọng mình. cái video mình làm nó hay, nhưng mà mình đăng lên nó không được lên xu hướng ấy. Sợ là sợ nó không được lên xu hướng nên không có nhiều người quan tâm thôi. Từ từ bình tĩnh, nhắm nhắm thứ nhất là mình thiết kế được cái ảnh như thế này, mình làm được cái video như thế này không đã, còn cái việc lên xu hướng không thì tính sau. Có làm được không cả nhà? Được Được mà, đấy dễ là mà. dành cho những ai nào mà những anh chị em nào không muốn lộ mặt và làm video cực kỳ đơn giản với mọi người. Cái này không có gì phức tạp, có thiết kế ảnh thôi, và dùng toàn bộ là thứ nhất là Canva, cái thứ hai là cam kết, là mọi người làm được everything, mọi thứ ở trên trái đất này luôn rồi. Canva với cam kết mọi người nhé. Phần mềm chỉnh sửa ảnh là Canva, còn phần mềm làm video là cam kết. Mọi người có thể làm mọi thứ trong cuộc đời này. Đây là hai cái phần mềm nổi tiếng nhất ở trên thế giới. Nó không chỉ là ở Việt Nam mình đâu, mà nổi tiếng bậc nhất ở trên thế giới đó. Mọi người có thể làm được mọi thứ. Còn những anh chị em nào hoặc là những cô chú nào trên 70 tuổi ở trong cái livestream, ở trong cái buổi tối ngày hôm nay, và mình cảm thấy là cái việc edit của mình trở nên khó khăn, thì mình sẽ làm video kiểu lộ mặt đúng không cả nhà? Đi đâu